Xin chào các khách hàng thân yêu đang xem live stream của DK Eyebrow Beauty ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chị khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại DK nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho mọi người biết một chút về thông tin của mình được không ạ? Em tên là Nguyệt và hiện đang làm giáo viên giảng dạy môn tiếng Đức. Và hiện thì em đang ở phố Quán Thánh. Dạ vâng, em chào chị Nguyệt nhé. Chị ơi, làm thế nào mà chị Nguyệt biết đến DK vậy ạ? Thực ra thì trước đây thì em cũng quan tâm đến cái việc làm lông mày để cho mình đẹp hơn. Thì em cũng tìm hiểu trên mạng thì em cũng biết được DK của mình từ lâu rồi. Cũng theo dõi cũng lâu rồi và đến bây giờ thì hôm nay thì em quyết định em đi làm. Dạ vâng ạ. Thì như em biết được là chị Nguyệt đang sử dụng dịch vụ là hair shop và cũng như là phun môi phủ xương 3D tại DK đúng không ạ? Vậy thì chị Nguyệt có thể nói qua một chút về cái tình trạng ban đầu của mình trước khi làm dịch vụ tại DK được không ạ? Thực ra thì môi của em, bởi vì là em có môi của em sắc tố môi nó không được sáng. Nên là em cũng mong muốn là đi làm để cho nó khuôn mặt của mình nó sáng sủa hơn, nhìn nó đẹp hơn. Thì là sau khi làm xong ở DK thì em thấy rất là hài lòng, nên là cũng quyết định là quay trở lại để làm mày nữa. Thì lông mày của em thì ban đầu nó chỉ có phần nhiều lông mày ở phần đuôi, phần đầu thôi. Còn phần đuôi của em thì nó hơi thiếu, nên là em muốn làm cho nó đều hơn và cho khuôn mặt của mình nó cân đối hơn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Thì anh có thể zoom cho em một chút vào cái phần môi của chị Nguyệt trước tiên nhé. Thì như mọi người có thể thấy là tình trạng môi của chị Nguyệt bây giờ đã lên màu ổn định rồi. Màu môi rất là nhẹ nhàng, tự nhiên, giúp cho khuôn mặt của khách hàng tươi tắn hơn. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì chị Nguyệt có đến sử dụng thêm dịch vụ là hair shop lông mày. Và lông mày của chị Nguyệt sau khi master Ngoan Minh Vương lên form mày dựa theo form mày thật của chị Nguyệt và chỉnh lại một chút sao cho đẹp và tự nhiên nhất. Thì với công nghệ hair shop này thì sẽ là gãy sợi. Đấy, như mọi người thấy ạ. Và với những cái dịch vụ phun xăm tại DK thì sau khi làm khách hàng không cần phải kiêng khem gì cả. Chị Nguyệt ơi, chị có thể cho em xin một chút nhận xét đánh giá của mình về quy trình cũng như là chất lượng dịch vụ sản phẩm của DK được không ạ? Em cảm thấy rất hài lòng và từ chị chủ cho đến các bạn đều rất là nhiệt tình và tư vấn rất là cặn kẽ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Nguyệt nhiều nhé. Khách hàng ơi, những ai đang quan tâm đến các dịch vụ phun xăm của DK thì hãy nhanh tay đăng ký đặt lịch qua fanpage DK Eyebrow and Beauty hoặc có thể gọi điện đến số hotline 091 231 0000 nhé. Em cảm ơn chị Nguyệt nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.